谁能肯定中老粉对客谋命满当真后来的共有学问越来跳梁粉叫王尊南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật。Nhật Bảo Minh xin kính chào quý khán thính giả đang đến với chương trình Sống Đời Sống Phật. Chương trình này được phát hành trên băng tần 1812 và Galaxy 19, cập nhật tại Hoa Kỳ và Canada vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày và được phát lại lúc 7 giờ sáng và 11 giờ trưa giờ California ngày hôm sau. Thuyết giảng chương trình hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Trụ Trì Chùa Diệu Pháp cùng với Thượng Tọa Thích Đồng Trí, Viện Chủ Chùa Viên Quang tại tiểu bang Ohio. Hy vọng những chia sẻ của quý ngài sẽ đem lại cho quý vị một đời sống thật sự an lạc và giải thoát, đồng thời góp phần vào tiến trình thăng hoa chung của thế giới nhân loại. Con xin kính chào quý thầy. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Nhật Bảo Minh, kính chào Thượng Tọa, kính chào chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình ABC. A Di Đà Phật, thầy Kheo Đồng Trí đến từ chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio. Hôm nay được hạnh duyên chia sẻ trên đài ABC. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý vị khán giả. Dạ, thưa quý thầy, trong những chương trình vừa qua thì quý thầy đã giảng về những đề tài liên quan đến mùa Vu Lan báo hiếu, đó là những đề tài như tứ trọng ân, ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân tam bảo và ân chúng sanh. Lần này cũng là một đề tài khá là lớn. Đó là chủ đề là Phật giáo với văn hóa Việt Nam. Thì đầu tiên con xin cung thỉnh Hòa Thượng trả lời câu hỏi là văn hóa là gì và văn hóa được hình thành như thế nào? Dạ. Cảm ơn cô Nhật Bảo Minh. Đây là một cái chủ đề rất là lớn. Có lẽ là phải có một cái cuộc hội nghị phải 3 ngày thì mới ra mới có thể nói đủ và nói hết được. Văn hóa thì có nhiều cái định nghĩa về cái vấn đề văn hóa lắm. Tuy nhiên theo nhà dân tộc học người Hoa Kỳ đó, ông Fritz Huber, thì có đến 164 cái định nghĩa về văn hóa. Nói như vậy thì chúng ta thấy nhiều lắm, nên mỗi người tùy theo cái cách nhìn mà có một cái sự định nghĩa riêng. Nhưng mà văn hóa đây là một cái quan điểm mà nó nội hàm rất nhiều lĩnh vực. Trong đó bao gồm có những cái văn hóa vật thể và văn hóa phi lực vật thể, tức là vật chất và tinh thần. Có những cái tôn giáo, tín ngưỡng, mỹ thuật, võ thuật, học thuật, trang phục, vấn đề ẩm thực, vấn đề lễ hội, vấn đề như là âm nhạc, nghệ thuật, nhiều như vô cùng. Nhất là cái văn hóa làng nước của Việt Nam thì rất rất là đặc thù. Đó là một cái nền văn hóa bản địa rất là đặc thù của dân tộc Việt Nam. Cho nên nó tùy theo mỗi một dân tộc, tùy theo cái địa hình và cái cấu trúc xã hội mà nói đến hai chữ văn hóa là nói đến một cái gì rất là mênh mông, rất là vô tận. Nhất là đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta, một dân tộc có trên 4.000 năm văn hiến. Nói đến cái vấn đề văn hóa là đến một cái phạm trù mà phải nói rằng là vô biên. Thì chúng ta chỉ trả lời trong một cái câu ngắn gọn vài ba phút đó chẳng qua như là cái cách mà cưỡi ngựa xem hoa không có lý giải một cách sâu sắc được. Thì xin để nhường cho Thượng Tọa Thích Đồng Trí có thể là đóng góp thêm. Nhưng mà nói đến văn hóa mà đặc thù của Việt Nam là nói đến cái vấn đề thờ cúng tổ tiên. Đó là một cái mà thờ cúng ông bà, đó là cái chủ trương, đó là cái cốt lõi của đạo Phật. Cho nên đạo ông bà chính là đạo Phật. Chúng ta phải hiểu cái điều đó để chúng ta dễ dàng khi mà nhìn vấn đề, nhất là ở cái khía cạnh tín ngưỡng hay là tôn giáo tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Dạ. Xin cung thỉnh Thượng Tọa. Vậy như Hòa Thượng
đặt khái lược về, đã chỉ ra là có rất là nhiều quan niệm hay là nhiều cái concept, cái khái niệm về hay là định nghĩa về văn hóa và cái bề dày của văn hiến văn hóa Việt Nam. Thì như vậy văn hóa như Hòa Thượng nói là nó bao gồm rất là nhiều, trong đó là mà như là UNESCO của năm 2002 có nói đó, nó bao gồm cả vật chất, cả tinh thần, cả trí thức, cả tình cảm, cả phong tục, tập quán, tâm hồn, giá trị, truyền thống, ngôn ngữ, vân vân. Vậy bây giờ văn hóa nó được định hình thế này nè, cái xã hội loài người nó cao cấp hơn là cái các cái loài vật khác, yeah. Các cái loài thú vật. Bởi vì mấy cái loài thú vật nó sống chủ yếu là theo cái bản năng, nghĩa là nó muốn gì nó làm đấy, nó nghĩ vậy thì nó làm. Còn cái con người là ngoài cái bản năng ra, mình còn tạo ra những cái khái niệm, những cái sự huấn luyện, cái chữ mà culture đó, văn hóa đó, là nó cũng đi cái từ chữ Latin là culture, nghĩa là nuôi dưỡng, là gieo trồng, là tích lũy, là huấn luyện. Như thế thì mình có những cái khái niệm về chân thiện mỹ, về cái đẹp, rồi mình huấn luyện trong đó, mình tạo ra một cái hình thức trong đó, rồi mình tạo một cái nếp sống văn hóa tốt đẹp hơn, chứ không phải là chỉ đơn giản là sống theo cái bản năng tự nhiên. Thế thì con người nó là người động vật cao cấp, nó hay ở chỗ là mình là con người có văn hóa, nghĩa là đôi khi á, nhờ cái đấy mà mình chế ngự, mình dẹp tất cả những cái bản năng tự nhiên của mình xuống, mà mình sống làm sao cho nó hợp với cái văn hóa, để mình tôn trọng, để mình gìn giữ, mình phát huy cái văn hóa mà trở thành một con người có văn hóa. Và cho nên đó là những cái để mà nó thích nghi với môi trường, những cái nó tạo thành một cái đẹp, cái sự bình ổn đối với môi trường, cá thể với môi trường và với xã hội chung, và để đóng góp tốt đẹp nhất cho cái xã hội đó, để cho cái sự mà bền vững, ổn định, phát triển, hài hòa, tốt đẹp. Và như thế thì nó sẽ được đúc kết rất là dài theo năm tháng, theo cái sự chọn lọc các cái thang giá trị, và thấy cái giá trị nào đó trên cái lĩnh vực nào đó nó tốt đẹp thì sau kết lại nó thành cái văn hóa. Và trong những cái nhóm người ở những cái dân tộc, những cái cộng đồng, những cái xã hội khác nhau hay đất nước khác nhau, nó có những cái đặc thù riêng của nó, do nó lựa chọn những cái nhóm chung đó, cái những cái đặc điểm chung đó và cái nét văn hóa, thì nó tạo ra những cái nét đặc thù riêng. Cho nên đó, nói tóm lại đó là những cái thang giá trị về tình cảm, về tâm tư, về trí thức, về vật chất, về tinh thần, về ẩm thực, về truyền thống, về tín ngưỡng, về tôn giáo, về mọi cái điều tốt đẹp, nó được đúc kết lại và nó đã định hình, ổn định cho cái xã hội đó theo năm tháng một cái sự, và để mọi người huấn luyện để mà hòa nhập trong cái môi trường đó. Vậy thì theo Thượng Tọa, những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam là gì? Việt Nam của chúng ta như Hòa Thượng nói là có hơn 4.000 năm văn hiến. Vậy thì tích hợp lại những cái điều hay, những điều đẹp nó có rất là nhiều, nhưng mà như Hòa Thượng nói, điều quan trọng đầu tiên đó là cái đạo hiếu, cái cội nguồn, đó là thờ cúng ông bà tổ tiên, đó là cái nét rất là đặc biệt. Mà ví dụ Âu Mỹ họ trọng ngày sinh nhật chứ họ không có trọng ngày chết, họ cúng không có bài bản, không có công phu. Nhưng mà ngược lại cái chuyện mà hương khói hay là đám tang nọ kia là ở châu Á, hay là văn minh lúa nước làng xẻ nó rất là lớn, thì đó cũng là cái đặc điểm. Và hơn nữa đó thì cái tính mà sống cộng đồng của mình đó cũng nhiều. Do ví dụ mình làm nông, làm ruộng thì nó cần phải có cái sự mà phối hợp lẫn nhau, ví dụ để tát nước, để tháo nước, để làm trong cái dây chuyền sản xuất. Do đó cái liên hệ, cái tình cảm, cái sự cộng đồng đó, nó rất là nhiều. Ví dụ chúng ta thấy đó, cái dùng mà thương mại, cái dù công nghiệp đó là nhà cửa ai người ta đóng cửa kín mít hết. Nhiều khi hai cái nhà gần bên á, cả đời người ta cũng chả biết là nhà bên kia có mấy người sống làm sao. Chứ mà ở Việt Nam thì cũng công nhận có một vài thành thị, cũng có một vài nó, nhưng mà chủ yếu là người ta gọi là bà con xe hẳn bằng láng giềng gần. Cái sự tương tác, cái tình tương thân tương ái rất là nhiều. Và ngoài ra đó thì cái phong tục tập quán chúng ta có nhiều điều rất là tốt đẹp, mà ngay cả ở tại Hoa Kỳ này chúng ta
họ cũng khuyến khích là mọi người phải giữ một cái nét bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình, và chúng ta giữ và chúng ta đúc kết, chúng ta tô điểm thêm cho cái nền văn hóa của đa dân tộc, đa sắc tộc của liên của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Vậy thì nó tóm lại là cái văn hóa Việt Nam nó có bề dày rất là lớn, đó là cái tình tương thân tương ái, cái sự cần cù, cái sự thông minh sáng tạo và cái sự liên đới lẫn nhau và cái tình nghĩa với nhau sống trong xã hội rất là lớn, cái sự hiếu kính giữa các thế hệ. Và nó còn nhiều thứ khác trong nữa, trong các câu hỏi sale nếu mà nó động tới, liên hệ tới thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Dạ, cô xin cảm ơn thầy tòa. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần 1 của chương trình Sống Đời Sống Phật. Xin quý vị giữ băng tầng 1812 và Galaxy 19. Thì trò chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu như